Hôm nay mình lại có đồ chơi mới. Và có đồ chơi mới thì quay clip đi khoe đồ thôi. Đây là cái Fio R7. Nó là cái gì vậy? Nó là một cái all-in-one music system. Trong những năm gần đây thì mình nhận thấy là cái trend mà setup á, nghiện setup một cái phòng làm việc hoặc là một cái góc giải trí, một cái góc chơi game, coi phim, nghe nhạc cá nhân, nó đang dần dần nó đang rộ lên. Và để mà có một cái góc nó thật là gọn, nó thật là sạch sẽ, nó thật là ít dây, ít nhợi mà mình vẫn có thể sử dụng được tai nghe nè, loa nè, để có thể nghe nhạc từ những cái nguồn phát khác nhau giống như là PC nè, laptop nè, TV nè, đầu đĩa CD kiểu, thì chúng ta cần một cái giải pháp để kết nối cũng giống như là để stream nhạc, quản lý nguồn nhạc và khuếch đại trong cùng một cái hệ thống đó. Thì hôm nay cái con Fio R7 này nó sẽ làm tất cả những cái việc đó cho anh em. Đây là giải pháp dành cho những người nào thích sự gọn nhẹ nhưng vẫn đòi hỏi có âm thanh chất lượng cao. Thông số kỹ thuật của nó thì đây, và ngõ in ngõ out của nó ở đây. Tùy chọn về input và output của Fio R7 nó rất là đa dạng. Nó có rất là nhiều cổng input nè, nó cho các bạn khe đọc thẻ nhớ nè, rồi USB 3.0 để có thể làm DAC với lại máy tính hoặc là laptop nè. Rồi bên cạnh đó là chúng ta sẽ có optical in, coaxial in, optical out và coaxial out. Nó có rất là nhiều cái khả năng kết nối và mở rộng. Ban ngày khi mà làm việc thì mình có thể sử dụng với loa, còn ban đêm khi mà tối đèn rồi thì chúng ta có thể đeo tai nghe vào. Cái Fio R7 này nó còn đóng vai trò giống như là một cái music server, một cái máy chủ phát nhạc vậy. Các bạn có thể cài đặt Tidal nè, Cobus nè, Apple Music. Ngoài những cái dịch vụ stream nhạc nổi tiếng thì chúng ta vẫn có thể cài đặt thêm những cái dịch vụ stream nhạc yêu thích hoặc là những cái trình nghe nhạc yêu thích. Nó chạy hệ điều hành Android, thế nên là những cái bước thiết lập rồi cài đặt của nó không khác gì so với một cái điện thoại Android cả. Chưa hết, cái con Fio R7 này nó có một cái tính năng nữa, nó hay lắm, đó là nó có nguyên cái màn hình bự. Đó, các bạn có thể thấy. Thì cái màn hình bự này nó cho phép các bạn lướt TikTok, coi YouTube nhưng mà vẫn xài loa. Nó có một cái mạch giải mã và một cái bộ mạch khuếch đại tốt để mà giúp cho những cái đoạn clip ở trên TikTok hoặc là những cái bài nhạc ở trên YouTube của chúng ta có âm thanh nó sống động hơn, khỏe hơn và hay hơn. Rồi bên cạnh đó, nó vừa là một cái... Wow, làm được một đống thứ như thế này mà chỉ có 17 củ rưỡi, ngon không? Quá ngon.